Hi, xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Arab, kênh chuyên lên những dự án crypto MMO ạ. Và nếu anh em chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Ogi Financy ạ. Để tham gia vào dự án này, mọi người cách liên hệ mình ở phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi sau đó mọi người bấm Start để mình tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Rồi, sẽ... rồi tham gia dự án này mọi người sẽ nhận được 40 token từ dự án ạ. Tương đương giá trị của nó khoảng 20 đô ạ. Về mọi người sẽ nhận thêm 10 token tương đương giá trị của nó khoảng 5 đô dành cho mỗi một rep mọi người mở được để tham gia dự án này ạ. Rồi sau đó mọi người cho group và channel của Telegram của dự án ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow Twitter Live with Babot của dự án. Mạng hơi yếu nên mọi người không dám đợi xíu ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow ạ. Sau đó mọi người kéo xuống tìm kiếm một bài post gần nhất của dự án, mọi người like và retweet lại. Sau đó mọi người quay trở lại chat post Submit Marietto ạ. Rồi sau đó mọi người nhập username Telegram của mình ạ. Để lại username Telegram mọi người về phần setting ạ. Sau đó mọi người về phần edit profile. Mọi người copy dòng chữ cái dấu e công giùm mình ạ. Rồi sau đó mọi người gửi về chatbot ạ. Rồi sau đó mọi người gửi username Twitter của mình ạ. Để lấy username Twitter mọi người vào trang cá nhân Twitter ạ. Click vào hình con chim ạ. Sau đó mọi người click vào avatar của mình ạ. Sau đó mọi người copy dòng chữ kèm theo dấu e công ạ. Rồi mọi người lưu ý rằng dựa dấu F0 về tên của mình không được có khoảng cách ạ. Sau đó mọi người gửi về chatbot ạ. Rồi sau đó mọi người gửi địa chỉ ví Heiko chain của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Sharp Wallet mạng Binance Smart Chain, mạng Heiko ạ. Mình nhầm ạ. Rồi sau đó mọi người click vào My Free Flow ạ. Mọi người để nhận thêm phần thưởng từ dự án, mọi người copy link mail bạn bè người thân mình tham gia cùng ạ. Rồi sau đó mọi người mai và lần ạ. Rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người sẽ nhận được 20 token OIT ạ. Tương đương giá trị nó khoảng 50 nhiều đó. Tương đương giá trị nó khoảng 20 đô ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và share để ủng hộ kênh mình ạ.